em hỏi 5K 9 lục không bao nhiêu ạ? Trong dòng cốt tông, tiền 5K là có giá trị nhất về số đẹp, và lục quý không là có giá nhất trong dòng cốt tông. Tờ 5.000 mà 9 lục không ấy, giá thị trường nó dao động là từ 800.000 đến tầm 3 triệu là cao nhất. Nhưng mà bình thường giá giao dịch trung bình chỉ ở mức khoảng tầm 2 triệu là cho chất lượng mới cứng 100% thôi. Hùng báo với tiền tệ định giá mọi là tiền.